cái quê hương cho toàn thể bà con nhân dân. Như thường lệ đến hẹn lại lên cứ mùng 5, mùng 6 hàng năm thì nhân dân phường Trương Nhị chúng ta lại nô nức để mở hội tại đình làng. Và thưa quý vị, đình làng cũng chính là nơi để ghi dấu biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ, là nơi để bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống. Và thật sự vui mừng khi ngày hôm nay thì đình làng Tháp Miếu được đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Và để mừng cho sự kiện quan trọng của ngày hôm nay thì ngay sau đây chúng tôi cũng xin được trân trọng và kính mời quý vị đại biểu khách quý và toàn thể bà con nhân dân sẽ tới với những tiết mục văn nghệ để chào mừng buổi lễ ngày hôm nay. Như một lần nữa để chúc cho quý vị tham dự chương trình lễ công bố ngày hôm nay thật sự có nhiều niềm vui, và chúc cho lễ công bố thành công rực rỡ cũng như lời chào đầu xuân tới toàn thể bà con nhân dân. Và ngay sau đây xin được trân trọng và kính mời tới toàn thể quý vị khách quý bà con nhân dân, chúng ta sẽ tới với tiết mục văn nghệ đầu tiên tới từ các hội viên của hội cựu chiến binh ở phường Trương Nhị qua bài hát được mang tên Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Xin quý vị một tràng pháo tay để chúng ta cùng chào đón tiếp mục đầu tiên ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và để tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì xin được trân trọng và kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân sẽ tới với một tác phẩm được mang tên Nắng Có Còn Xuân qua sự biểu diễn của Thúy Linh. Xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
biểu, thưa toàn thể nhân dân, đến dự lễ công bố xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Làng Thất Miếu, các tổ dân phố có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng. Thì sau đây xin kính mời các đồng chí đại diện cho các tổ dân phố lên tặng hoa, và xin trân trọng kính mời các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy phường lên nhận hoa và chụp ảnh lưu niệm. Trân trọng kính mời các đồng chí. Đây xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đứng dậy làm lễ thờ. Yeah! Ra đứng trước nhà thờ. Thưa toàn thể nhân dân, di tích lịch sử văn hóa Đình Làng Thất Miếu đã có từ lâu đời. Đây là công trình tín ngưỡng thờ thành hoàng làng, có công tạo dựng cuộc sống ấm no, bình yên cho nhân dân địa phương và được nhân dân tôn thờ đến ngày nay. Trải qua bao thế hệ, nhân dân địa phương đã giữ gìn, bảo vệ di tích, tự góp công, góp của để tu bổ, tôn tạo di tích. Bên cạnh đó đã tích cực phát huy giá trị văn hóa dân gian, cổ truyền và phục dựng tổ chức các lễ hội truyền thống theo nguyện vọng của nhân dân địa phương và đã được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành. Sau một thời gian nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đình Làng Thất Miếu, đến ngày 20 tháng 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định số 147 về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đình Làng Thất Miếu. Đây là một niềm vinh dự tự hào của nhân dân địa phương, đồng thời là động lực cho việc gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa tại địa phương. Hôm nay, trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu xuân, hòa chung khí thế sôi nổi của nhân dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố, sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy phường Trương Nghị, hôm nay Ủy ban nhân dân phường cùng với cán bộ và nhân dân phường Trương Nghị long trọng tổ chức lễ công bố bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Làng Thất Miếu. Tới dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại biểu thành phố Phúc Yên, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Thông, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà, Thành ủy viên, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Phúc Yên, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Khúc Thị Thái, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu phường Trinh Nghị, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Ngôn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí
Phạm Dương Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an phường đề nghị lễ tuyên dương. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Quang Hưng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đề nghị lễ tuyên dương. Sự buổi lễ còn có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, các đồng chí là trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, phường Trương Nhị, các đồng chí trong ban tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử Đình Làng Tân Miếu, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Dự buổi lễ còn có các ông bà đại diện cho các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn phường, các đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố cùng toàn thể cán bộ và nhân dân phường Trương Nhị, du khách thập phương cũng về dự buổi lễ ngày hôm nay, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà, Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Phúc Yên lên công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đình Làng Tân Miếu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, được sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên tổ chức công bố quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Thay mặt ban tổ chức, sau đây tôi xin thông qua quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc số 147 QĐ-UBND quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, căn cứ luật di sản văn hóa năm 2001, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa năm 2009, theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 09 ngày 18 tháng 1 năm 2021, quyết định điều 1 xếp hạng cấp tỉnh di tích lịch sử văn hóa Đình Tháp Miếu, phường Trương Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điều 2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn địa phương bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích theo luật di sản văn hóa. Điều 3, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ngày ban hành. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên, Ủy ban Nhân dân phường Trương Nhị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Vũ Việt Văn đã ký. Sau đây, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tiến Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lên trao bằng xếp hạng di tích lịch sử và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo phường Trương Nhị, các đồng chí, các ông bà trong ban quản lý di tích Đình Tháp Miếu lên đón nhận bằng xếp hạng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong không khí tưng bừng chào đón năm mới Quý Mão năm 2023, tôi rất vui mừng, phấn khởi về dự lễ công bố bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Tháp Miếu. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân phường Trương Nhị
lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, đình Tháp Miếu là một công trình kiến trúc đã có từ rất lâu đời, là di tích lịch sử văn hóa có giá trị ý nghĩa về lịch sử tâm linh. Theo tài liệu của ban sưu tầm viết lịch sử về làng và đình làng Tháp Miếu thì ngôi đình được xây dựng cách đây hàng nghìn năm. Từ khi có làng là có đình, trải qua quá trình hình thành và phát triển. Từ thời kỳ sơ khai, đình Tháp Miếu chỉ đơn giản được dựng lên từ tranh tre nứa lá. Đến năm 1836 thì đình được xây dựng bằng gạch ngói gỗ lim hình chữ đinh. Đến tháng 9 năm 1961 thì đình bị phá bỏ để làm trụ sở hợp tác xã. Từ đấy đến nay và đến năm 2010, hợp tác xã đã cho đình mượn một thời gian để làm nơi thờ cúng. Theo thời gian, đình được nhân dân tu bổ, sửa chữa, nâng cấp về cột, khung nhà được làm bằng gỗ nhưng vẫn lợp dạ hoặc lá, vách bằng đất hoặc gỗ, trải qua nhiều lần sửa chữa, tu bổ. Ngày 21 tháng 12 năm 2010, đình Tháp Miếu được xây mới bằng bê tông cốt thép và gỗ nhóm 4 trên nền ngôi đình cổ bị phá năm 1961. Hiện tại, khuôn viên của ngôi đình vẫn được giữ nét cổ kính vốn có. Tại đây có một cây duối và một tấm bia có niên đại hàng trăm năm. Theo thương truyền, ngôi đình được thờ cúng các vị thành hoàng làng có công với non sông đất nước, người khai phá gom dân lập ấp từ buổi sơ khai, người có công truyền nghề dạy nhân dân lao động sản xuất để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là An Nam Đô Hộ Đường Cao Vương, Đô Đài Minh Tự Công Đại Vương, Ngọc Thanh Hoàng Hậu và Huệ Lương Cung Phi. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, ngày 21 tháng 1 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định số 147 về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Tháp Miếu. Đó không chỉ là sự tôn vinh danh nhân và khẳng định các giá trị lịch sử văn hóa của di tích, mà còn là ghi nhận sự công lao của Đảng, Bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Trương Nghị. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin phép được chúc mừng Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Trương Nghị nói chung và nhân dân làng Tháp Miếu nói riêng. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, để tiếp tục phát huy các giá trị của di tích, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, tôi đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân phường Trương Nghị cần làm tốt một số nội dung sau. Một là xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ và phát huy các giá trị của di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến tham quan và học tập. Hai là thực hiện nghiêm túc các quy định của luật di sản văn hóa. Ba là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ, về các giá trị của văn hóa truyền thống. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, từ mốc son ngày hôm nay, tôi đề nghị Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Trương Nghị, Ủy ban thành phố Hưng Yên cùng chung tay bảo tồn và phát huy giá trị di tích đình làng Tháp Miếu xứng tầm với vị thế của một di sản cấp tỉnh. Đồng thời cần quản lý khai thác thật khoa học và hiệu quả kho tàng di sản, coi đó là niềm vinh dự tự hào và cũng là một phần trách nhiệm lớn lao đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân phường Trương Nghị một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Và về dự với buổi lễ công nhận hôm nay, thay mặt cho Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Biên có lá hoa tươi thắm, xin gửi tặng tới các chính quyền, cấp ủy chính quyền của phường Trương Nghị. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Đinh Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường lên tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
Kính thưa đồng chí Nguyễn Tiến Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà, Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa thành phố Phúc Yên. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân Quý Mão. Hôm nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trương Nghị long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận di tích cấp tỉnh đối với đình Tháp Miếu. Về dự lễ hôm nay, thay mặt cho các đồng chí Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của phường Trương Nghị, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể nhân dân, du khách thập phương lời chúc sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc, năm mới an khang và thịnh vượng. Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đình làng là một công trình kiến trúc cổ của làng quê Việt Nam, là nơi thờ thành hoàng làng, người có công với non sông đất nước, có công với nhân dân. Đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, văn hóa tâm linh để hướng con người ta về với truyền thống ngàn xưa của cha ông đã dày công tạo dựng. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, với những giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu do thế hệ cha ông để lại, theo nguyện vọng của nhân dân toàn phường, đề nghị các cấp thẩm quyền đã công nhận đình làng Tháp Miếu là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Sau một thời gian nghiên cứu, khảo sát hồ sơ, vào ngày 21 tháng 1 năm 2021, đình làng Tháp Miếu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh. Đây là một niềm tự hào to lớn và cũng đầy trách nhiệm của cán bộ và nhân dân phường Trương Nghị trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy truyền thống của di tích. Thưa toàn thể nhân dân, trong thời gian tới, nhân dân phường Trương Nghị rất mong muốn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ kinh phí để tôn tạo di tích lịch sử đình làng Tháp Miếu, đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp, và là với tiềm năng của lịch sử văn hóa cấp tỉnh, với niềm vinh dự tự hào này, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Trương Nghị xin hứa luôn luôn giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, chấp hành tốt luật di sản văn hóa và hàng năm sẽ tổ chức các hoạt động theo đúng cái nghi lễ của nhà nước. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong niềm vui tự hào hôm nay, thay mặt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Trương Nghị, xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, các sở ban ngành của tỉnh. Trân trọng cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phú Yên và các phòng ban chuyên môn. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trương Nghị, các ban ngành đoàn thể, các cán bộ công chức và các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và bà con nhân dân, du khách thập phương về dự buổi lễ trân long trọng này. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân bước sang năm mới, năm Quý Mão, sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, sau một buổi sáng làm việc khẩn trương với tinh thần và trách nhiệm cao, buổi lễ công bố bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa đình Tháp Miếu đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, xin kính chúc quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đứng dậy làm lễ chào cờ. Yeah!
mời quý vị đại biểu an toàn. Xin kính mời tất cả các quý vị đại biểu, các quý khách.